Vâng, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay thì có những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các cô chú, anh chị. Đó chính là việc liên quan đến một số những người nghệ sĩ trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Cùng với đó là hàng loạt những cái vấn đề liên quan đến ông Võ Nam Yên. Trước tiên thì chúng ta nói đến những người nghệ sĩ. Các cô chú, anh chị và các bạn cũng đã nhìn thấy trong suốt gần 2 năm qua, ngay từ đầu cái drama khi mà chị Hằng nói lên cái sự thật về ông Võ Nam Yên, đã dính dáng đến một số những người nghệ sĩ được gọi là cây đa cây đề trong giới showbiz. Không nói tên ở đây thì các cô chú anh chị cũng đã biết ai. Và cái vấn đề mà bà ấy nói ra, chúng ta cũng có thể ngầm hiểu được rằng tất cả những vấn đề mà chị ấy nói đều là hai chữ trách nhiệm, nhắm vào hai chữ trách nhiệm. Thưa các cô chú anh chị, trách nhiệm ở đây là cái trách nhiệm sao kê và trách nhiệm đảm bảo cho cái quyền lợi của những người được hưởng những cái số tiền mà các mạnh thường quân trong và ngoài nước họ gom góp vào đó. Câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn biết bao, thưa các cô chú anh chị, câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu như họ có những cái suy nghĩ rộng mở hơn và không chấp vặt đến những cái câu nói của chị Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì sao, thưa các cô chú anh chị, ngay từ ban đầu khi mà chị Hằng nhắc đến, nếu như các cô chú anh chị để ý, thì chị Hằng nhắc đến cô ca sĩ Thủy Tiên. Và bà ấy thể hiện cái lòng biết ơn đến cái cô ca sĩ này và nể phục những gì mà cô Tiên đã làm cho người dân miền Trung. Vậy thì cái vấn đề mà chị ấy yêu cầu đó chính là sao kê. Cái việc của vợ chồng cô ca sĩ Tiên á, nếu mà sao kê ngay từ ban đầu, bởi vì cô ấy quyên góp được một cái số tiền rất là lớn, chứ không hề nhỏ một chút nào cả. Mà khi cô ấy làm một cái bàn đạp cho tất cả những cái người nghệ sĩ khác tham gia làm những cái câu chuyện thiện nguyện và giúp đỡ những người dân đó, và đảm trách những cái trách nhiệm mà các mạnh thường quân họ giao phó, thì chính vợ chồng cô ấy phải nên tiên phong trong vấn đề là sao kê. Sao kê minh bạch, nó chỉ đơn giản là hai từ sao kê thôi, thưa các cô chú anh chị, nó không hề phức tạp một chút nào cả. Và tất nhiên rồi, họ có những cái người giúp việc trợ giúp pháp lý hoặc là trợ giúp trong vấn đề sao kê đó, chứ không phải là tự họ đi. Bởi vì họ là những người nổi tiếng, bên cạnh họ có rất nhiều những người trợ giúp pháp lý hoặc là trợ giúp cái công việc của họ thường ngày. Điều đó thì ai ai trong chúng ta cũng có thể biết được. Và bên cạnh đó thì anh Linh, nếu như anh Linh có thể đưa ra những cái câu nói hoặc là những cái kết luận mà anh ấy đã từng chữa trị từ ông Võ Nam Yên, chỉ cần một lời nói của anh ấy thôi, một dòng status ở trên Facebook hoặc là YouTube thôi, thì mình nghĩ rằng tất cả mọi chuyện sẽ không rối rắm như bây giờ, để không xảy ra những cái việc mà xích mích gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng trong tất cả những người nghệ sĩ, nhất là trong giới showbiz, thì ai ai cũng có scandal. Thậm chí mình có thể nói như thế này cho các cô chú anh chị hiểu rằng có rất nhiều người không may vướng vào những cái scandal mà họ không mong muốn, nhưng cũng không ít người họ tự tạo nên cái scandal cho chính mình để làm gì ạ? Để tự bia cho bản thân. Đó là một cái cách mà họ làm. Nhưng những người đó thì chúng ta cũng không nên nói tên làm gì. Các cô chú anh chị cũng có thể nhìn thấy ở trên không gian mạng có rất nhiều những cái luồng thông tin mà chúng ta có thể nhìn nhận được. Vấn đề ở đây trong câu chuyện của chị Hằng không mong muốn là tất cả các cô chú anh chị bên phía ủng hộ chị Hằng hoặc là không ủng hộ chị Hằng lại đi tranh cãi lẫn nhau quá nhiều đến như vậy. Và chính những cái điều này sẽ là một cái thành công lớn cho những kẻ đang chống phá đất nước, đang mong muốn rằng sự đoàn kết của dân tộc bị mất đi, thì họ sẽ có cái lợi thế về cái mặt là đổ lỗi cho chính quyền. Đó là cái mục đích của họ. Thôi thì chúng ta cứ dẹp bỏ họ sang một bên. Chúng ta đang nói về những vấn đề tích cực. Và những vấn đề tích cực mà mình muốn lan truyền đến cho tất cả mọi người, đó chính là chúng ta làm sao thì làm, tất cả mọi người cần phải có một cái sự chịu trách nhiệm chung cho cộng đồng, nhất là trên không gian mạng. Chúng ta cũng không nên đưa ra những cái câu nói mang tính chất là châm biếm hoặc là miệt thị người khác quá, kể cả là họ là những cái người mà chúng ta ghét. Bởi vì chính những cái điều đó sẽ làm nền tảng cho những cái vấn đề khác, những vấn đề tiêu cực trong xã hội. Đó là cái mong muốn của mình dành đến cho tất cả những người khán giả đã và đang quan sát ở cái kênh tin tức 24 giờ News này. Và trong câu chuyện của anh Linh 14, không phải là chúng ta tự đơm đặt nên,
mà có rất nhiều những cái sự nhìn nhận chứ không riêng về của bà Nguyễn Phương Hằng. Chính bà Nguyễn Phương Hằng đã khơi mào cho cái vấn đề là anh Linh đã giải ngân cái số tiền 14 tỷ hay chưa, và liệu nếu mà không có những cái tiếng nói như của bà Hằng hoặc là những người khác thì liệu cái số tiền đó sẽ được sử dụng như thế nào. Qua cái câu chuyện này thì mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn một cái thông tin liên quan đến một người luật sư, mà người này cũng đã chỉ ra rất rõ về cái vấn đề pháp lý trong cái câu chuyện giải ngân của anh Linh 14. Mình muốn nhắc lại cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe, để chúng ta có thể rộng đường dư luận hơn, chúng ta có thể nắm bắt được cái câu chuyện này nó rõ ràng hơn. Bài viết này được đăng vào ngày 24 tháng 5 năm 2021 với tiêu đề là luật sư, tức có nghĩa là luật sư nói, nghệ sĩ Hoài Linh nợ người dân miền Trung và nhà hảo tâm lời xin lỗi. Trên báo Người Lao Động Online, luật sư nêu quan điểm đánh giá về việc nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp 13,77 tỷ đồng. Các nhà hảo tâm giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt nhưng tới nay chưa chuyển. Ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã gửi đến một số cơ quan truyền thông những lời chân tình về số tiền 13,77 tỷ đồng mà nhiều người hảo tâm đóng góp giúp đồng bào lũ lụt miền Trung mà dư luận quan tâm thời gian qua. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Các cô chú anh chị nghe rõ nhé, tất cả những nội dung này chúng ta cần phải nắm rõ. Danh hài này phân trần Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyển đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Xong, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 5 tiến hành chuyến đi, nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, danh hài Hoài Linh nói. Trước sự việc nêu trên, nhiều người phê phán sự chậm trễ của nghệ sĩ Hoài Linh cầm 13,77 tỷ đồng nửa năm qua không cứu trợ cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ, khán giả bày tỏ sự cảm thông cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vì những lý do khách quan ngoài ý muốn nên chưa thể tham gia cứu trợ như kế hoạch ban đầu. Nhìn nhận vụ việc nêu trên, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng theo quy định của pháp luật thì đây là quan hệ dân sự về việc thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền tặng cho tài sản. Nghệ sĩ Hoài Linh trong trường hợp này chỉ là người đại diện theo ủy quyền của người có tài sản, có trách nhiệm chuyển giao tài sản của bên cho sang cho bên nhận, tài sản theo thỏa thuận cam kết trước đó. Việc chuyển tiền từ thiện xuất phát từ thông tin, thông báo của Hoài Linh về việc tiếp nhận từ thiện, từ sự tin tưởng, mến mộ nghệ sĩ này. Khi người hâm mộ, những nhà hảo tâm đã tin tưởng chuyển tiền thì họ luôn hy vọng số tiền đó sẽ sử dụng kịp thời, đúng mục đích, khắc phục phần nào khó khăn cho đồng bào miền Trung, luật sư Cường nói. Luật sư Cường nhìn nhận việc nghệ sĩ giải thích sự chậm trễ chuyển tiền từ thiện này bận và do dịch bệnh là chưa thuyết phục. Công việc của nghệ sĩ đúng là rất bận, nhưng nhiều nghệ sĩ đứng ra quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thời điểm đó đều đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc chậm trễ rõ ràng là gây thiệt hại đến cho đồng bào miền Trung. Vì nếu số tiền lớn đó, nếu được chuyển đến đúng thời điểm thì đã khắc phục được nhiều khó khăn của họ. Do đó, nghệ sĩ Hoài Linh đang nợ đồng bào miền Trung và những người thiện nguyện một lời xin lỗi chân thành. Luật sư Cường nói và đặt câu hỏi, nếu dư luận không phát hiện ra sự việc này, không lên tiếng thì số tiền này sẽ được giải quyết như thế nào? Dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường cho rằng trong trường hợp nghệ sĩ không chuyển tiền theo cam kết hoặc có sự gian dối trong việc chi tiêu sử dụng số tiền này mà có đơn thư tố cáo thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong những trường hợp ủy quyền thực hiện hoạt động từ thiện như thế, nếu như phát hiện có việc gian dối để chiếm đoạt số tiền từ thiện từ 4 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng số tiền từ thiện sai mục đích dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản
thì người nhận ủy quyền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Luật sư Trần Xuân Tiền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, đến thời điểm hiện tại chưa có quy định việc cá nhân tổ chức huy động đóng góp làm từ thiện. Tuy nhiên, qua nhiều sự việc gần đây, nhiều người huy động làm từ thiện đã không đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của cộng đồng. Do đó, nhà nước phải hoàn thiện cơ chế pháp luật, giám sát các cá nhân huy động làm từ thiện, để từ đó việc làm thiện nguyện trở nên minh bạch, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, luật sư Tiền nói. Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, đối với sự việc của nghệ sĩ Hoài Linh, cơ quan chức năng cần kiểm tra tài khoản đóng góp giúp đồng bào lũ lụt miền Trung mà dư luận quan tâm thời gian qua, từ đó công khai minh bạch về việc nhận tiền của nghệ sĩ Hoài Linh từ các nhà hảo tâm. Đó là tất cả những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Qua đây thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận thấy rằng cái việc chậm trễ giải ngân đó là một cái sai sót của nghệ sĩ Hoài Linh, và đáng lẽ ra anh ấy phải có những cái chia sẻ thật là sớm, chứ không phải đợi dư luận quan tâm quá là nhiều rồi lên án mình một cách mạnh mẽ đến như vậy. Và cũng trong thời điểm này, thưa các cô chú anh chị, vào trong cái thời điểm đó thì cũng có những cái vụ việc liên quan đến việc trục lợi trong cái vấn đề kêu gọi từ thiện mà cơ quan chức năng họ đã xử lý đúng theo các quy định của pháp luật. Và bên cạnh đó còn bắt thêm một cái đường dây, đó là làm giả con dấu, làm giả giấy tờ, có thể nói rằng là xuyên quốc gia từ Bắc vào Nam, kể cả là những giấy tờ sao kê hoặc là những cái chứng từ đấu thầu của công ty họ cũng làm giả được. Vậy thì đó cũng chính là cái tiếng cạn để mà cảnh báo đến cho những người đang có ý định để chiếm đoạt những cái số tiền của các mạnh thường quân khi mà đóng góp vào để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Đó là một cái điều tích cực mà chúng ta cần phải biết. Có những sự răn đe, có những cái sự việc xảy ra như cái sự việc của nghệ sĩ Hoài Linh thì mới có được một cái tiếng cạn để cảnh báo đến cho tất cả những người đang có ý định, thưa các cô chú anh chị. Mặc dù nếu xét về cái mặt truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nghệ sĩ Hoài Linh thì chưa đủ yếu tố, nhưng đâu đó thì anh ta cần phải rút ra một bài học cho chính bản thân mình. Với những người có kinh nghiệm sống và cũng đã được rất nhiều những người hâm mộ từ trong nước đến ngoài nước quan tâm, thì anh ta cần phải nhìn nhận chính bản thân mình, xem là mình đang thiếu sót điều gì và chính những cái điều gì đã làm cho dư luận bực tức về bản thân mình. Có một điều rất giống nhau giữa hai người, đó chính là anh Linh 14 và một nhân vật đã đi theo chúng ta trong suốt gần 2 năm qua. Đó chính là nhân vật Võ Nằm Yên. Đó, hai người này có những cái im lặng, có những cái sự im lặng thật sự là rất giống nhau. Họ chọn cách im lặng trước tất cả những bàn tán của dư luận. Nhưng đã nói là dư luận quan tâm rồi, thưa các cô chú anh chị, thì họ sẽ có những cái nghi vấn về những cái sự việc. Từ những cái nghi vấn đó thì cũng có người họ sẽ tiếp cận được những cái sự việc mà nghi vấn đó, để rồi họ đưa ra cái chứng kiến của mình, rồi thì cái sự thật đó cũng được bóc mẽ. Và một cái vấn đề mà rõ ràng nhất đó chính là cái việc mà ông Võ Nằm Yên này không chữa được bệnh câm điếc cũng như bại liệt bẩm sinh, mà do chính miệng ông ta khẳng định rằng ông ta có một người con ở Indonesia và người này đang bị tật nguyền, nhưng sau này ông ấy sẽ truyền lại cái khả năng chữa được bệnh câm điếc cũng như bại liệt bẩm sinh cho người con nuôi này. Vậy thì chính lời ông ấy nói có đúng hay không, thưa các cô chú anh chị? Đúng hay không thì các cơ quan chức năng họ cũng đã đi rà soát đối với những người, những cá nhân, những gia đình đã được ông này chữa trị, nhưng hầu như không ai khỏi bệnh. Vậy thì đây có phải là một sự lừa dối của ông ta đối với cộng đồng hay không? Mà những việc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, nhất là những cái căn bệnh, nó rơi vào những cái căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa như là câm điếc cũng như là bại liệt bẩm sinh, thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm một cách đặc biệt. Bởi vì ông Yên không phải nổi lên bởi một vấn đề nào đó giống như là một hiện tượng mạng, mà ông ấy đã duy trì cái việc chữa trị của mình trong suốt hơn 10 năm qua. Vậy thì hơn 10 năm qua, nếu như cái sự thật là ông ấy không chữa được bệnh câm điếc cũng như bại liệt bẩm sinh, thì nó để lại những cái hậu quả như thế nào đối với cộng đồng? Nó làm mất đi những cái niềm tin, có phải là nó gây ra một cái sự mất mát cho cộng đồng rất là lớn hay không? Mình không nói về vấn đề tiền bạc, chắc chắn tiền bạc sẽ phải tốn kém rồi. Bởi vì ví dụ như là cái tiền đi đi lại lại,
cái tiền mua thuốc mua men, cái tiền mua phiếu, giống như rất nhiều những cái nhân chứng đã nói. Đó là vấn đề tiền bạc, nhưng cái điều mà đau khổ nhất đó chính là họ mất đi những cái niềm tin. Những niềm tin, những kỳ vọng của những gia đình không may có con em bị mắc bệnh. Họ luôn tin rằng họ ôm những cái niềm tin đó trong suốt bao nhiêu năm, mong được một ngày nào đó gặp được cái ông thầy Yên này để chữa khỏi cho người thân của họ. Nhưng rồi thì sao? Nhưng rồi khi gặp thì chữa lại không khỏi. Vậy thì có phải là họ đã hụt hẳn và mất đi niềm tin cũng như là tiền bạc hay không? Đó là những thứ mà mình muốn nói đến cho tất cả các cô chú anh chị. Xin chào các bạn. Và nhà mình có hai dòng sản phẩm muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên là cái chai mật ong nguyên chất. Chai này là 1 lít. Mật ong này là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê 100% thưa các bạn. Và cái sản phẩm thứ hai thì đó là cà phê. Cà phê thì mình có hai loại. Một loại là cà phê hạt thô, là về các bạn tự xay ra và pha chế. Còn loại thứ hai là đã xay ra rồi, các bạn mang về chỉ việc pha uống thôi. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình hai cái dòng sản phẩm này trong suốt thời gian qua. Các bạn có thể liên hệ qua số Zalo của mình